Xin chào tất cả anh chị và các bạn, và xin chào các bạn học viên, xin chào những người đang bán hàng, xin chào tất cả những người mà đang theo dõi video của Phan Anh. Và tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học chuyên gia về marketing online. Có lẽ là tôi giới thiệu quen mồm và rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Và nốt video này thôi, video sau tôi sẽ không giới thiệu nữa. Rất vui được quay trở lại với các bạn và video đầu tiên nói về chuyên môn của livestream. Bán hàng bằng livestream, kiếm tiền bằng livestream, livestream để chốt đơn, livestream để tư vấn, livestream để kết bạn, livestream để gia tăng sự nổi tiếng, đúng không ạ? Vâng, có rất nhiều cách thức để tận dụng livestream, một nền tảng hoàn toàn miễn phí, không mất chi phí, có thể sử dụng bất kỳ thời gian nào, bất kỳ không gian nào, và có thể bất kỳ ai đều được sử dụng, đúng không ạ? Vấn đề là chúng ta sử dụng nó như thế nào để ra tiền mà thôi. Ok, thế thì bài học này là một bài học đầu tiên và khá là dài và chi tiết. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là những cái sự chuẩn bị dành cho một cái buổi livestream bán hàng thành công. Và người ta có câu nói là gì ạ? Thành công hay thất bại, đúng không ạ? Là khác nhau ở sự chuẩn bị. Nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ có cái sự thành công cao hơn. Và nếu chúng ta thành công thì cái kết quả thành công của chúng ta cũng rất là tốt, đúng không ạ? Vâng. Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là cái sự chuẩn bị này nó phải xuất phát từ các thiết bị phần cứng. Xuất phát từ các thiết bị phần cứng là như thế nào, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải có các thiết bị phát livestream tốt nhất có thể, tốt nhất trong cái điều kiện kinh tế của chúng ta. Và tôi lấy thí dụ như là thiết bị có thể là một chiếc điện thoại iPhone đời cao như là iPhone X hoặc là iPhone 8, đúng không ạ? Và sau này có thể là những cái đời cao hơn nữa. Tại thời điểm tôi đang ghi hình, iPhone X là một thiết bị thông minh đắt tiền nhất cũng như là có cái độ phân giải cao. Sau này thì các bạn sẽ thấy là có thể iPhone 11, iPhone 12, iPhone 15 không có vấn đề gì cả. Hoặc là Samsung S8, S9, đúng không ạ? Hoặc là Samsung Note 7, Note 8, đó, những cái thiết bị phần cứng đời cao, smartphone. Tất nhiên, nếu bạn không có thiết bị đời cao như vậy, các bạn có thể sử dụng các thiết bị đời thấp hơn, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, lời khuyên của tôi là càng cao thì càng tốt, được chưa ạ? Và nên các bạn đừng quá lo lắng, buồn rầu về chuyện là em chỉ có cái Oppo thôi, hay là em chỉ có cái Samsung xấu thôi thì làm thế nào, đúng không ạ? Vâng, tôi nói là tốt nhất trong cái điều kiện khả năng của mình. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái máy tính laptop có camera. Ví dụ như tôi có một cái MacBook. MacBook thì nó có camera Full HD 1080. Và tôi có thể sử dụng livestream trên Facebook hoặc YouTube bằng chính laptop của tôi. Đó, tức là tôi sẽ livestream và MacBook của tôi sẽ dùng camera đó để đăng nhập vào camera và để phát livestream. Cái chất lượng cũng rất là tốt. Các bạn có thể mua những cái máy tính sách tay có camera. Thứ ba là các bạn cũng có thể sử dụng các cái thiết bị webcam livestream. Các bạn lên Google, các bạn tìm từ khóa webcam livestream thì nó sẽ bán cho chúng ta những cái thiết bị, ví dụ như của Logitech, một cái webcam livestream. Thì lúc đó chúng ta có thể gắn livestream ở bên ngoài, đúng không ạ? Và chúng ta mua thêm các cái thiết bị âm thanh, dây chuyển đổi hình ảnh, dây chuyển đổi âm thanh. Tóm lại, các bạn ra cửa hàng chuyên về đồ công nghệ, hoặc là cửa hàng bán đồ phụ kiện máy tính, hoặc là ở trên mạng, các bạn nói rằng em muốn mua một bộ đồ thiết bị công nghệ để livestream như thầy Phan Anh có nói, đúng không ạ? Đó là em muốn mua một cái camera Full HD dùng cho việc livestream và một chiếc mic. Đấy, và kèm theo các dây cáp chuyển đổi hình, cáp chuyển đổi tiếng. Sau đó nếu các bạn mua về, các bạn sẽ thiết lập, các bạn sẽ cài đặt cái phần mềm, sau đó các bạn sẽ thiết lập vào máy tính của mình, thì camera nó sẽ đi vào máy tính, rồi thì âm thanh nó sẽ đi vào máy tính và nó phát lên trên Facebook. Rồi chúng ta có thể sử dụng thêm một cái các cái phần mềm để chúng ta tạo background cho nó đẹp và chuyên nghiệp, giống như là chúng ta đang phát video ở trên truyền hình ấy, rất là chuyên nghiệp các bạn nhé. Đó, thì về thiết bị phần cứng thì tôi muốn nói đến cái nguồn phát là điện thoại này, hoặc là máy tính này, hoặc tất nhiên là máy tính có camera, hoặc là webcam có tính năng livestream,
thì chúng ta mua vài cái thiết bị phần cứng như vậy, đúng không? Và lời khuyên của tôi là đầu tư tốt nhất có thể cho trong cái điều kiện kinh tế của mình và công việc của mình. Nếu như công việc của mình mà live stream thường xuyên liên tục thì chúng ta có thể đầu tư vào một cái thiết bị rất là chuyên nghiệp như vậy, thậm chí chúng ta có thể có những người phụ trách chuyên nghiệp, được chưa ạ? Vâng. Tiếp tục, đấy là chúng ta sẽ cần quan tâm đến vấn đề về phần mềm và những cái dịch vụ mạng, đúng không? Một trong những yếu tố mà về live stream thành công và live stream tốt, đấy là chúng ta phải có mạng Wi-Fi hoặc là mạng 3G, 4G hoặc là 5G sau này là rất là mạnh. Và ví dụ như tôi chẳng hạn, mỗi khi tôi live stream thì bao giờ tôi cũng kiểm tra một là mạng ở nhà là tôi sử dụng Wi-Fi, hoặc là tôi sẽ phải kiểm tra cái dung lượng 3G của tôi xem có còn không, 4G của tôi có còn không. Tôi thường xuyên phải mua những cái gói 3G, 4G theo kiểu gói theo ngày, ví dụ như là 5.000 hay 10.000 hay 15.000 đồng một cái tin nhắn tôi mua đấy. Ví dụ như là tôi nhớ là của Viettel là MT15 thì tôi sẽ được 1.5GB, hay là MT90 thì tôi sẽ được bao nhiêu đấy, 5GB, hay là tôi có thể mua MT200, tức là tôi có thể được 20GB dung lượng tốc độ cao. Và tôi quan tâm đến cái dung lượng tốc độ cao mà các bạn còn ở trong cái thuê bao 3G, 4G của các bạn. Các bạn càng còn nhiều càng tốt. Một buổi live stream diễn ra trong khoảng 1 tiếng rưỡi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà các bạn tốn khoảng 1GB, 1.5GB dữ liệu là rất là bình thường. Vì vậy hãy chuẩn bị cho mình cái phần dung lượng đấy thật là tốt, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang bán hàng mà. Thế còn nếu mà không, chúng ta sử dụng Wi-Fi ok rồi là tốt nha. Bởi vì các bạn biết đấy, nếu mà mạng Internet hoặc là 3G hoặc là 4G mà không tốt thì đường truyền nó bị chập chờn, rồi nó bị mờ ảo, rồi âm thanh người ta không nghe được đấy, rồi bị dừng, bị gián đoạn, thì nó làm cho cái cuộc bán hàng nó không vui, không kết nối và chúng ta bị mất người xem, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy có một cái mắt ở trên mỗi một cái buổi chúng ta live stream, đấy là số người đang xem tại thời điểm hiện tại. Cái mắt này nó rơi vào 50, 70, 100 người thì càng rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cứ để nó rơi xuống, còn 5 người, 10 người thì vô cùng buồn đấy. Đây là cái 3G, 4G các bạn phải như vậy. Đặc biệt là các bạn cũng phải nói với khách hàng của mình nhé. Live stream thì nó phải là từ hai phía. Phía nguồn phát là chúng ta là những người phát live stream. Nguồn phát của chúng ta là iPhone xịn rồi này, mạng 3G khỏe rồi này, 4G cực khỏe rồi này, hay là Wi-Fi của mình cũng đầy căng, văng đét, đúng không ạ? Rất là ngon lành rồi. Thế nhưng mà người xem, người ta vẫn cứ phàn nàn về chuyện là thầy Phan Anh ơi, đúng không ạ? Em không xem được live stream của thầy, em cảm thấy là rất là bất lực, đúng không ạ? Em không nghe thấy gì cả. Là bởi vì 3G, 4G và Wi-Fi của người xem cũng không tốt, cho nên là chúng ta cần phải nói với những người xem là họ cũng phải chuẩn bị 3G, 4G và Wi-Fi của họ thật là tốt thì họ mới xem được. Còn chúng ta cứ đi giải thích với họ là tại sao mà livestream của chúng ta rất là ngon lành mà bạn lại không xem được, thì cái đấy là chúng ta phải nói cho khách hàng biết, bởi vì đôi khi họ không biết điều đó, đúng không ạ? Tiếp đến là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến yếu tố thứ ba để livestream tốt, đấy là yếu tố về ánh sáng. Thường thì live stream các bạn sẽ thấy là cần phải có ánh sáng đẹp, ánh sáng đầy đủ. Ví dụ như buổi tối các bạn live stream, đúng không ạ? Thì các bạn có thể phải bật nhiều điện lên đấy, hoặc là các bạn có thể phải mua các cái thiết bị đèn studio. Ví dụ như là các bạn thấy là tôi đang quay video cho các bạn xem như này, là tôi quay ở trong nhà, xung quanh tôi là đóng kín hết cửa ở đó. Thế nhưng mà tại sao các bạn vẫn nhìn thấy cái khuôn mặt của tôi sáng, video của tôi sáng, đúng không ạ? Bởi vì trước mặt tôi đây, các bạn có thể nhìn thấy trước mặt tôi đây là 5 cái đèn, đúng không ạ? 5 cái cây đèn, và mỗi một cái cây đèn này là có từ 6 cho đến 12 bóng. Vâng, 6 cho đến 12 bóng, tại vì một cái bóng của nó là bóng đôi. Thì ví dụ 6 bóng thì nó là 12 bóng, mà 4 bóng thì nó là 8 bóng, bóng của nó là bóng đôi, bóng dài. Các bạn thấy là ra những cái hiệu studio về ảnh, các bạn sẽ mua được những cái đèn này. Giá của nó có thể từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, thậm chí là 5-10 triệu cho một cái thiết bị.
thì tùy vào việc là các bạn là có đầu tư đến đâu. Các bạn có thể mua một cái đèn shop pop, các bạn mua cái đèn đấy cũng rất là rẻ thôi, chỉ khoảng 1 triệu. Chúng ta cho một cái đèn led khoảng 1000W hoặc là 1500W vào, rất là sáng đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ phủ một cái miếng vải trắng mỏng lên để nó làm ánh sáng mịn, sau đó đánh thẳng vào mặt chúng ta thì cái ánh sáng nó rất là sáng, cái nguồn sáng nó sáng tốt, thì bắt đầu camera nó bắt được cái nguồn sáng đấy thì cái livestream của chúng ta rất là đẹp đó. Thì mỗi khi các bạn livestream thì các bạn cần 1 đến 2 cái đèn như vậy. Thế còn chúng tôi đang làm video như này thì chúng tôi có 5 cây đèn. Nhà tôi đang đứng ở đây là với 5 cây đèn này các bạn ạ. Và mỗi cây đèn ở đây tôi nhìn thấy là nó có khoảng là 5 cho đến 6 bóng hoặc là 8 bóng. Nó có nhiều loại. Và mỗi một cái bóng đấy lại là bóng đôi, rất là sáng. Ok. Thì chúng ta không cần cầu kỳ đến mức chuyên nghiệp như vậy, nhưng nếu mà những người mà đang xem video của tôi biết đâu các bạn lại là dân chuyên nghiệp, các bạn nói là anh Phan Anh tư vấn mà lại không hết tầm, đúng không ạ? Thì cũng rất là ái ngại. Thế thì tôi muốn tư vấn như vậy, các bạn có thể sử dụng những cái đèn trong gia đình, hoặc là các bạn có thể mua những cái đèn chuyên nghiệp, có thể mua 1 cây, 2 cây tùy các bạn và nhu cầu, được chưa ạ? Thì 3 cái phần đó là phần cứng, về thiết bị pháp, internet và ánh sáng là vô cùng quan trọng để tạo ra được một cái buổi livestream đẹp. Thế thì các bạn thấy đấy, khi mà tôi livestream rất nhiều người hỏi anh ơi tại sao anh livestream như thế nào mà đẹp thế, cái em cảm giác cái nước phim mà em xem nó rất là sáng, rất là mịn đấy, em rất là thích đúng không? Thì bí quyết nó nằm ở đấy đấy các bạn, bí quyết là xung quanh phải có một hệ thống đèn đấy, chúng ta làm chúng ta phải chuyên nghiệp như vậy. Và bước tiếp theo, cái lời khuyên thứ tư là chúng ta phải có bối cảnh. Bối cảnh tức là ngoài cái chuyện là tôi như thế này ra thì xung quanh tôi, đằng sau tôi là cái gì, đúng không ạ? Đằng sau tôi những cái phần mà các bạn nhìn thấy nó là cái gì, thì chúng ta phải có những cái bối cảnh phù hợp, những bối cảnh đẹp, bối cảnh hấp dẫn, bối cảnh lãng mạn, bối cảnh rất là tốt. Thế thì sản phẩm nào thì sẽ có bối cảnh đó, đúng không ạ? Dịch vụ nào có bối cảnh đó. Bối cảnh ở đây là cái gì, đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ như là đằng sau tôi có thể là một cái giá sách, có thể là một cái thư viện, có thể là một cái phòng khách với những bộ ghế sofa rất đẹp, chiếc tivi rất lớn, đúng không ạ? Hoặc là đằng sau tôi có thể là một cái khu resort, đấy, tôi đang ở giữa một cái bể bơi. Đằng sau tôi có thể là một khu vui chơi, đúng không ạ? Thậm chí là tôi vừa lái xe hơi, tôi vừa livestream, hay là tôi có thể là làm khi mà tôi vừa đi chơi, tôi vừa nhảy dù ở trên máy bay xuống, tôi có thể livestream. Ý tôi muốn nói là bất kể cái bối cảnh nào mà đem lại cái sự hấp dẫn, đem lại cái sự mới lạ, đem lại cái sự sáng tạo cho các bạn thì các bạn đều có thể làm, đúng không ạ? Tất nhiên là nó sẽ có những cái giới hạn, nó sẽ có giới hạn. Ví dụ như là tôi nói là cái chuyện là bạn vừa đi xe hơi, bạn vừa livestream, thì có người sẽ nói là như thế sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà bạn ngồi ở ghế phụ thì không có vấn đề gì cả, bạn ngồi ghế sau không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu mà bạn lái xe chẳng hạn thì có thể sẽ gây ra những cái tranh cãi về chuyện là bạn như thế là đi không an toàn, đúng không ạ? Và hoặc là các bạn chơi môn thể thao nhảy dù, các bạn có thể mua một cái thiết bị có tên là GoPro, các bạn gắn lên trên đầu như này đấy, thì các bạn vừa đi các bạn vừa livestream. Hoặc là các bạn đi du lịch ở những cái khu phố rất là đẹp, những con phố rất là đẹp, các bạn phát livestream hoặc các bạn dùng GoPro các bạn gắn, phát livestream hoặc các bạn dùng điện thoại các bạn gắn ở trước ngực như này, đang cứ vừa đi vừa giới thiệu chào các bạn như này thì chúng ta càng giới thiệu càng kỹ càng tốt đấy. Bất kể cái câu chuyện gì mà chúng ta nghĩ rằng người xem, người ta muốn xem, người ta thấy rất là đẹp, người ta thấy rất là hấp dẫn thì đều có thể là livestream được, chứ không phải là chỉ có đơn thuần là về livestream bán hàng. Chúng ta sẽ nói về các kịch bản livestream sau. Các bạn đã hiểu được bố cục chưa ạ? Và chúng ta hãy suy nghĩ và hãy chọn lựa các bố cục. Thí dụ như bạn bán quần áo, đúng không ạ? Thì bố cục có thể là đằng sau này là một cái cửa hàng quần áo rất là đẹp, và đằng trước chúng ta đánh ánh sáng vào, có thể là một cái phòng khách nhỏ nhỏ với một cái bộ, với một cái ghế sofa rất là quyến rũ, sexy, và bạn ngồi đấy, đúng không ạ? Bạn mặc đồ vào, bạn thay đồ vào, xong bạn ngồi đấy, bạn tạo dáng.
hoặc là cái bối cảnh cũng có thể là một cái sàn catwalk. Cái sàn catwalk là cái sàn biểu diễn về thời trang đi lại đúng không? Thì mình có thể đặt camera ở đây và mình đặt cái sàn catwalk thảm đỏ đấy khoảng độ cách đấy 2-3 mét hay 5 mét, sau đó thì bạn mặc quần áo vào và bạn đi với cái dáng đi của người mẫu, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì tôi muốn nói là có rất nhiều các cái bối cảnh, mà cái quan trọng nhất là mình phải sáng tạo và liên tục tạo ra những cái bối cảnh mới, những bối cảnh hấp dẫn với người xem, được chưa ạ? Hoặc là các bạn bán mỹ phẩm thì tôi thấy là trên mạng có những bạn ấy bán kem trắng trắng, đúng không ạ? Thế thì bạn ấy có thể mặc một cái bộ đồ rất là sexy đó, ví dụ như là áo sát nách, rồi thì cổ thì khoét, tức là hở ngực sâu, đúng không ạ? Để họ toát lên cái việc là cái tay họ rất là trắng, mặt rất là trắng, cổ rất trắng, ngực rất trắng. Thế thì và họ live stream, họ cứ bôi kem dưỡng da lên, bôi kem dưỡng da lên. Hoặc thậm chí là họ có thể có những bạn ấy sexy, bạn ấy hấp dẫn đến mức, hoặc là bạn tự tin đến mức là bạn ấy có thể live stream ở một cái phòng nhà tắm, đúng không ạ? Một cái phòng nhà tắm, bạn ấy có một cái bồn tắm rất là đẹp, cái phòng tắm rất là cao cấp, nhà bạn ấy giàu có, đúng không ạ? Bạn ấy có thể mặc một bộ bikini vào, bạn ấy live stream ở trong bồn tắm như vậy, bạn ấy sử dụng sữa tắm, sữa rửa mặt như này như kia. Thế thì người xem họ thấy rất là hấp dẫn, bởi vì vẫn là một cái việc là sữa tắm, giới thiệu sữa tắm hay là giới thiệu sữa rửa mặt, nhưng mà trong một cái bối cảnh mà những người xem gần như không bao giờ được xem, trừ khi ở trên phim, đúng không ạ? Mà phim thì thường nó sẽ rất là hay, rất là kín đáo, rất là khéo, còn đây là nó thực tế luôn. Thì tất nhiên là nó có nhiều các cái ranh giới thì tôi không bàn sâu về cái chuyện đó, đúng không ạ? Tôi muốn nói là kịch bản là phải phù hợp với sản phẩm, kịch bản phải sáng tạo, đúng không ạ? Rồi thì bối cảnh phải phù hợp với kịch bản đó, và bối cảnh phải phù hợp với con người, phù hợp với sản phẩm, và đặc biệt là chúng ta phải sáng tạo, và đặc biệt là chúng ta phải điên nhá. Trong cái live stream này thì tôi nghĩ rằng cái việc sáng tạo có phần điên rồ, có phần crazy rất là tốt. Rồi, yếu tố tiếp theo cũng rất là quan trọng để các bạn có thể có sự chuẩn bị live stream thành công, đó chính là cái sự chuẩn bị về ngoại hình, về phong cách ăn mặc và thời trang, đúng không ạ? Ví dụ như là trước khi live stream, đúng không? Các bạn phải xác định hôm nay các bạn sẽ mặc trang phục gì, váy dạ hội đầm đước như thế nào, quần áo màu gì, đồng hồ dây lưng, đầu tóc, đấy. Tóm lại là các bạn sẽ phải chú ý đến làm tóc này, làm mặt này, quần áo này, dây lưng, đúng không ạ? Các phụ kiện để chuẩn bị cho cái buổi live stream như vậy. Bởi vì ai cũng muốn xem người nói chuyện đẹp, đúng không ạ? Đẹp về hình thể, đẹp về cái sự hấp dẫn, đúng không ạ? Thế thì ai cũng muốn xem cái điều đó. Phụ nữ cũng muốn xem phụ nữ đẹp, đàn ông cũng muốn xem phụ nữ đẹp. Phụ nữ cũng muốn xem đàn ông đẹp, đàn ông cũng muốn xem đàn ông đẹp. Thế thì cái đó là cái đẹp, nó là một cái rất là tích cực. Cho nên là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị, đúng không ạ? Trang điểm nhẹ nhàng, đầu tóc hôm nay kiểu này, ngày mai kiểu khác. Rồi thì chúng ta cũng có thể là ăn theo những cái xu hướng hot, mà mình gọi là hot trend ấy, đúng không? Ví dụ như là đợt trước là tôi đi du lịch ở Dubai, UAE về, thì tôi mua một cái bộ khăn quấn của người đạo Hồi ấy. Đấy, các bạn thấy xem trên TV mình vẫn thấy hai người đạo Hồi là người ta choàng cái khăn choàng màu trắng dài nam giới nhá. Sau đó trên đầu nó có một cái vòng viền viền màu đen hai lớp, nó có hai cái vòng giống như cái vòng cao su ấy đội lên đầu. Cái đấy là động tác là để nó giữ cái khăn này nó không bay ra khỏi đầu thôi. Thế thì tôi sang đấy tôi mua cái bộ đấy về. Thế sau đó thì buổi live stream thì tôi mặc cái bộ đấy vào. Tôi mặc một cái áo trắng, bởi vì nam giới ở theo người đạo Hồi là họ mặc một cái áo trắng dài. Thế thì mình không có áo trắng dài như vậy, mình mặc một cái áo trắng mình che đi, và sau đó mình dùng cái khăn như vậy để mình live stream. Thế mọi người rất là thích, đúng không ạ? Mọi người bảo là sáng tạo quá, lạ quá, hay quá. Đúng là mình phải đổi mới khẩu vị của người xem. Đấy. Thế rồi ví dụ vui vui thôi, một cái ví dụ vui vui thôi là mình có thể là giải những cái trường hợp, ví dụ như những cái hình ảnh như Chí Phèo, Thị Nở hay những cái nhân vật nổi tiếng, hoặc thậm chí là Superman, vân vân. Có rất nhiều cách để các bạn tạo ra những cái hình tượng tốt để thu hút khách hàng. Hoặc là bây giờ thì dạy những cái việc mà câu view làm cho chúng ta trở nên hài hước,
như đánh mặt thị nở, hay là đánh mặt trí phèo, hay là đánh mặt siêu nhân, hay là đánh mặt là trở thành một cái con vật gì đấy, như con mèo, con cún gì đấy, thì rất là ok. Rất là ok để miễn làm sao là mình thu hút được khách hàng, đúng không ạ? Thì đó là một số cái sự chuẩn bị cơ bản để các bạn có thể bắt đầu cho một cái buổi live stream. Thế còn cái sự chuẩn bị tiếp theo nha, đó là chúng ta phải chuẩn bị về kịch bản. Kịch bản tức là chúng ta phải viết ra là cái buổi live stream của chúng ta sẽ dự kiến là live stream trong 1 tiếng, 2 tiếng hay là 3 tiếng. Tôi nghĩ rằng là lời khuyên của tôi là các bạn nên live stream càng dài càng tốt. Bởi vì nguyên tắc là khi các bạn live stream ít thì lượt xem nó rất là ít. Mình sẽ cố gắng live stream khoảng 1 giờ 60 phút ấy, đến 2 giờ 120 phút là đẹp. Và trong cái thời lượng như vậy, phần 1 mình làm gì, phần 2 mình làm gì, phần 3 làm gì, phần 4 làm gì, phần 5 làm gì, mình phải viết ra. Mình phải viết hết ra. Sau đó mình, nếu mà mình không có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoặc là mình không đủ tự tin về khả năng nói chuyện phiếm, small talk trong tiếng Anh, chuyện phiếm, thì mình phải viết ra và mình cầm cái tờ đó mình đọc giống như là mình là MC của truyền hình ấy. Đó, thì các bạn nhớ rằng đó chính là kịch bản. Kịch bản là mình nói gì, mình làm gì, mình tặng quà gì, mình chơi game nào, tất cả những thứ đấy đều được gọi là kịch bản. Hay là mình chia ra khung giờ, từ ví dụ mình live stream trong 120 phút thì từ 8 giờ tối đúng không, đến 10 giờ tối thì 8 giờ đến 8 giờ 10 làm gì, 8 giờ 10 đến 8 giờ 20 làm gì, 8 giờ 20 đến 8 giờ 40 làm gì, 8 giờ 40 đến 9 giờ làm gì, kiểu như vậy. Thì chúng ta chia nó ra thành cái phần, chúng ta không bị cháy. Đó là một cái nội dung cũng rất là quan trọng về chuẩn bị về kịch bản, đúng không ạ? Và tiếp tục là cái sự hỗ trợ của những người xung quanh nếu mà chúng ta bán hàng, tránh việc chúng ta bị cướp đơn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải có người hỗ trợ. Ví dụ như là tôi live stream bán đá quý nhé, thì các bạn sẽ xem một cái video mẫu tôi live stream bán đá quý, các bạn, tôi bán được rất nhiều đá luôn, không có vấn đề gì cả. Thì có người viết giá cho tôi, có người viết số điện thoại cho tôi, anh A chị B để trúng cái giải thưởng này trị giá từng này tiền, đúng không ạ? Rồi có người đem hàng mẫu cho tôi, có người soi sản phẩm trước camera cho tôi, thì đấy gọi là người hỗ trợ, các cái dụng cụ hỗ trợ, tiện ích hỗ trợ. Đó, thì các bạn thấy rồi, tôi xin phép là tổng hợp lại và các cái ý tôi vừa hướng dẫn cho các bạn nhé. Một là các bạn cần phải chuẩn bị về thiết bị phần cứng, thiết bị phát, đúng không ạ? Thứ hai là các bạn cần phải chuẩn bị về phần mềm. Có thể phần mềm là chúng ta sẽ nói về cái việc phát live stream nguội sau. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị về internet, đúng không ạ? Mạng wifi 3G, 4G, 5G thật tốt. Thứ tư là chúng ta phải chuẩn bị về cả pin để sạc xếp các thứ rất là cẩn thận, để tránh cái việc là đang live stream bị đứt, đúng không ạ? Bị hết pin thì điều đấy cũng làm cho chúng ta bị mất cái lượng xem. Thứ năm là chúng ta phải chuẩn bị về ánh sáng đầy đủ bằng các cái thiết bị. Rồi thứ sáu là chúng ta phải chuẩn bị bối cảnh, cái phần xung quanh chúng ta đứng, chúng ta ngồi là bối cảnh phải thật tốt, đúng không ạ? Thứ bảy là chúng ta phải chuẩn bị về trang phục, về phong cách. Và thứ tám đó là chúng ta chuẩn bị về kịch bản. Thì trong từng cái video này thì tôi sẽ cố gắng nói chi tiết hơn cho các bạn, để các bạn tạo ra được những cái phong cách riêng của mình. Và dựa trên một nguyên tắc là chúng ta càng đổi mới, chúng ta càng sáng tạo, chúng ta càng điên càng tốt, đúng không ạ? Tất nhiên mọi thứ đều có ranh giới, chúng ta đừng làm gì đến điên đến mức là vi phạm pháp luật, hay là người ta tưởng mình điên thật. Ý tôi muốn nói cái khái niệm điên ở đây là cái khái niệm mà chúng ta sẵn sàng làm những điều mới mẻ, sẵn sàng là chúng ta làm những điều sáng tạo mà chưa một ai dám làm, đúng không ạ? Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin gặp lại các bạn, tất cả các anh chị trong cái bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.